Khoan Sắn ơi, bố say rượu quá. Sao bố mày gọi không thằng nào thưa đấy? Chúng mày không có tay à? Hả? Hai anh ơi, bố lại say rượu rồi. Đâu. Chúng mày nhìn cái gì bố mày? Tao hỏi chúng mày có biết thưa à? Sao bố suốt ngày say rượu thế? Nhìn bố chán đời lắm. Con thất vọng về bố quá. Sao chúng mày lại nói bố mày thế? Cái lại con mất dạy. Ra đây bố dạy bố nào. Xuống đi Khoai Sắn. Nhìn bố chán đời quá anh ơi. Sao bố mình lại không giống bố người ta nhở? Bố người ta chỉ biết đi kiếm tiền, còn bố mình chỉ biết nát rượu thôi. Thế này lấy tiền đâu ra mà ăn Tết? Chúng mày nhìn cái gì bố? Ra đây bố dẹp vó. Bố sỏi vó lắm đấy. Thế này không ổn đâu chúng mày ạ. Nếu mà cứ chờ bố mình thì chắc là Tết này chúng mình không có tiền ăn Tết đâu. Thế phải làm thế nào đây Su Huynh? Đúng rồi, phải làm thế nào hả Su Huynh? Tết này em phải được mua một bộ quần áo mới chứ, để đi chơi với bạn. Thế bây giờ anh bảo thì chúng mày có nghe theo anh không? Dạ có anh ạ. Ở ngoài kia họ đang xây trường học. Bây giờ ba anh em mình ra hỏi xem là người ta có nhận phụ vữa không. Nếu mà người ta nhận thì ba anh em mình cùng làm nhá. Dạ vâng anh. Thế thì thôi, ra đây để chú xem là có công việc nào hợp với các cháu thì cho các cháu làm nhá. Yeah, chúng mày ơi, mình được làm rồi. Sướng quá, này mình có tiền về ăn Tết rồi. Cháu cảm ơn chú nhá. Đi làm đi. Cho tao hỏi thêm, chúng mày có biết vữa là cái gì không? Dạ, bọn cháu không biết đâu ạ. Vữa say ấy. Không biết ạ. Kìa, cái đống đằng sau chú đang lấy cái đấy để xây gạch đấy là vữa xây. Hiểu chưa? Vâng ạ. Cái đợt vữa đấy là được làm từ cát với lại xi măng với lại nước trộn với nhau là nó thành cái kia để tao còn xây cái tường kia nhá. Vâng ạ. Bây giờ chúng mày lấy xe rùa, xong là lấy xẻng xúc cái cát kia với lại xi măng trộn với nhau. Xong là mang ra để tao xây này nhá. Vâng ạ. Xem nếu mà làm được thì tao nhận từ giờ đến Tết luôn. Vâng, nhá. Vâng ạ. Nghèo thì phải làm nhiều vào. Vâng. Mặt buồn thế này thì không bao giờ hết nhiều đâu. Làm đi. Lên nào, làm càng nhanh tao càng cho nhiều tiền. Được rồi, tao lấy được rồi. Được rồi. Thôi thằng nhỏ này tên là gì đấy? Sắn về đây lấy gạch về đây cho tao. Thôi đổ đâu chú. Để vào đây trộn một đống vữa cho tao. Lấy cái xi măng vào. Mà sang bên này, để đây. Lấy tiếp cho chú nhá. Vâng ạ. Chú ơi, xi măng ở đâu ấy chú ơi? Ở cái đống bạt kia, ngay đằng sau mày ấy. Làm nhanh lên xem nào, chậm thế. Khoai, bạt kia. Anh em lấy xi ra bảo vừa đi. Trời ơi, chúng mày làm ăn kiểu gì đấy? Vừa mới làm tí mà đảo cái vữa trả ra cái gì? Nước đổ hết ra ngoài rồi. Cháu xin lỗi chú ạ. Đây là chú ơi, cháu làm xong vữa rồi chú ạ. Vữa à, từ, cháu xem nào. Mẹ chúng mày vữa kiểu gì đấy? Thế này mà thành vữa xây à? Hả? Bắt cháu chúng mày ra đây xem nào. Thế sao mà thành vữa xây được? Chúng mày chỉ làm hỏng hết việc ta thôi. Đây, chúng mày xem, thế này xây kiểu gì? Hả? Chúng mày xây hộ tao cái xem nào. Toàn nước thế này sao mà xây được? Trời ơi, chúng mày là chắc là không làm được việc cho ta đâu. Tao thì thực ra thì cũng muốn lấy chúng mày làm để chúng mày kiếm tiền nhưng mà chúng mày không làm được đâu. Ở đây chờ tao một tí nhá. Chết rồi chúng mày ơi, ông chủ không cho mình làm rồi. Tết năm nay chắc anh em mình không có tiền ăn Tết rồi. Tại anh ấy, anh đổ nước nhiều quá,
vừa nhau. Ông chủ không lấy xây cái tường này được. À, ba anh em vào đây, vào đây. Bảo đây. Vâng ạ. À, bây giờ chú Bảo này nhá. Vâng. Cái xây dựng kia thì phụ vữa thì chú thì không thể lấy chúng mày rồi, bởi vì chúng mày còn trẻ con quá, không biết làm việc. Nhưng mà chúng mày vỗ tay cho chú một cái nào. Vỗ tay đi. Biết sao lại vỗ tay không? Dạ không ạ, không. Chúng mày nhìn mặt chú có phải người tốt không? Nhìn giống người tốt không? Có ạ. Giống ạ. Giống ạ. Chú có quát một tí nhưng mà chú rất là tốt trong bụng nhá. Vâng. Thì bây giờ chú bảo thế này này. Các cháu thì rất là khổ rồi, toàn quần áo rách thế này. Chú thì nhà thì nhiều tiền quá, thì chú chỉ đi làm từ thiện thôi. Thì may mắn cho chú có hôm nay gặp ba thằng nhà nghèo chúng mày thì là chú sẽ từ thiện cho mỗi thằng một tí để lấy tiền này về ăn Tết nhá. Vâng ạ. Vỗ tay lên nào. Cười lên, cười sướng lên, cười bay cả răng đi. Ôi trời, chán chúng mày quá. Gặp người tốt chúng mày không cười à? Dạ có ạ. Sau này chúng mày có nhiều tiền chúng mày cũng phải lấy tiền đi giúp đỡ người nghèo nhá. Vâng ạ. Hiểu chưa? Vâng ạ. Ừ. Thế chúng mày muốn lấy mỗi người bao nhiêu tiền để ăn Tết? Bao nhiêu cũng được. Bao nhiêu cũng được à? Chú cho bao nhiêu thì bọn cháu lấy bao nhiêu thôi ạ. Ờ, thế thì chú cho mỗi người một tờ 500 nghìn này có đủ mua quần áo chưa? Đủ rồi chú ạ. Ờ, đấy, đủ mua quần áo cho mày tên là gì? Cháu tên là Đại Ca. Đại Ca, thằng nhỏ nhỏ đấy tên gì? Dạ, cháu tên là Sắn ạ. Sắn à, đấy tên gì? Cháu tên Khoai ạ. Ờ. Thế là đủ mua quần áo đúng không? Vâng. Thế đã có bánh chưng các thứ chưa? Chưa. Dạ. Chưa. Thôi, bố chúng mày nát rượu thì chắc chẳng quan tâm được cái vấn đề đấy đâu nhỉ? Vâng. Ờ, mua một con lợn với lại một nồi bánh chưng luôn nhá. Vâng. Ờ, mang về mà chờ Tết xong là đi mua sắm nhá. Đừng vâng. đừng cho bố chúng mày uống rượu nhá. Vâng. Bố xin lỗi các con. Bố không xứng đáng làm bố của các con. Bố ơi. À, chúng mày ơi, sao bố mình lại ngồi kia khóc thế kia nhở? Đi ra xem bố đi. Đi. Bố làm sao ấy bố? Các con về rồi à? Bố... Sao bố lại khóc đấy? Thằng nào đánh bố à? Bố không ai đánh đâu. Thế sao bố lại khóc? Tại bố nát rượu quá không lo được cho các con, cho các con phải đi làm thuê. Bố thấy có lỗi với các con lắm. Không sao đâu bố ạ. Sao hôm nay bố lại biết suy nghĩ như thế? Tại nay bố đi tìm các con ấy, thì gặp cái ông chủ mà đưa tiền cho các con. Ông ấy chỉ bố như một con chó, bảo bố không xứng đáng làm bố các con. Các con ơi. Sao đấy bố? Các con có tha thứ cho thằng bố nát rượu này không? Dạ, nhưng mà bố có chắc chắn bỏ được rượu không? Bố hứa từ giờ bố sẽ không nát rượu nữa, bố sẽ lo cho các con. Nhưng mà bố hứa với con là bố phải bỏ rượu nhá. Ừ, bố hứa với con là từ giờ bố sẽ bỏ rượu. Yeah, bố bỏ rượu rồi. Bố bỏ rượu rồi. Bố ở đây chờ bọn con nhá. Chúng mày đi lấy đồ Tết vào đi. Đi. Bố ơi, năm nay nhà mình có gà để ăn Tết rồi. Đây bố ơi. Ui, sao các con mua nhiều gà thế? Đây thế này bố ơi, có cả quà Tết, quần áo mới cho bọn con, có giày mới cho cả bố luôn đấy. Bố có biết là ai đưa tiền cho bọn con đi mua quà Tết không? Bố biết rồi, có phải là cái ông chủ mà các con đi làm thuê cho phải không? Đúng rồi đây bố ạ. Ông chủ đấy tốt bụng lắm, ông chủ đấy không nát rượu đâu. Chú ấy tốt với các con như thế, các con đừng có quên ơn chú đấy nhá. Sau này lớn lên ấy, gặp người nghèo, người khổ thì phải biết giúp đỡ đấy. Dạ vâng bố. Mà bố ơi, bọn con mua quần áo mới cho bố ăn Tết đấy. Sẵn, lấy quần áo mới cho bố đi. Dạ vâng. Bố ơi. Ui, các con mua quần áo này đắt không đấy? Không đắt đâu bố ạ, bố vào nhà thay đi bố. Ừ, thế đợi bố một tí nhá. Vâng. Ba anh em mình cũng mặc quần áo mới đi. Dạ vâng. Thank you.
Các con ơi, bố thay quần áo xong rồi. Wow, nhìn bố đẹp trai thế. Nhìn bố không giống nát rượu nữa rồi. Đẹp rồi, trai lắm. Bố đẹp lắm. Đẹp quá. Sắn. Dạ. Con đôi giày tao mua cho bố đâu? À dạ dạ đây ạ. Rồi. Bố ơi, bây giờ cả nhà mình ai cũng có quần áo đẹp hết rồi. Bây giờ bố con mình lấy đồ ăn ra ngoài kia ăn Tết đi. Ừ, ừ được rồi, đi. Nào. Con ăn đi các con. Vâng. Hình như kiếm kẹo này ngon lắm đấy. Nào. Nào. Chúc mừng năm mới.